Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kiorix các bạn. Cây Kiorix này nó sở hữu cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn, rất là mạnh mẽ ha. Đây cái Kiorix của mình đây ha, SRE 260 R. Cây 260 R này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực đây các bạn, rất là đã luôn ha. Sở hữu một cái chụp trực trợ lực. Nắp xăng của Kiorix là nắp xăng kính nha các bạn. Nắp xăng kính, không có lỗ thông hơi nha. Nó có thiết kế lỗ thông hơi riêng ở đây các bạn. Ở đây nó có cái lỗ thông hơi riêng nó nằm ở đây ha. Có ống dây đi lên ha. Cho nên cái việc mà chảy xăng ở nắp là nó bị loại trừ nha các bạn. Loại trừ. Ở đây nó có cảnh báo mình đây các bạn. Khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Đây mình đưa cái góc độ cho rõ cho các bạn xem. Nó bị chói sáng không thấy ha. Đây là gồm có xăng cộng với nhớt đây các bạn. Cộng đây ha. Tỷ lệ khoảng 50cc trên lít cho đến 70cc trên lít nha các bạn. Với tỷ lệ đó thì mình xài rất là an toàn nha các bạn. 50cc nhớt cho 1 lít xăng. Cho đến 70cc nhớt trên 1 lít xăng. Thì với tỷ lệ đó thì máy mình hoạt động rất là tốt ha. Nó trơn tru ha. Nó bền bỉ, nó không bị chạy xước nòng ha. Nhớt phải dùng nhớt tốt nha các bạn. Nhớt phải dùng nhớt tốt. Xăng cũng phải dùng xăng tốt. Ví dụ như xăng 95 chẳng hạn. Nói chung là xăng không còn nữa các bạn. Xăng không còn thì nó rất là ok. Đây, các bạn nhìn cái chế quạt khí quanh rồ của nó đây. Nó mang một cái chế quạt khí quanh rồ nha. Đây. Máy chạy chế quạt khí này thì rất là đỉnh các bạn. Đỉnh của đỉnh luôn, không có con nào hơn nữa ha. Đây, chữ quanh rồ nó nằm đây ha. Đấy, rất là đẹp. Ở đây có cây chỉnh tốc độ cao đây ha. Mình dặn ra, dặn qua ra khoảng 2 vòng ha. Mình dặn vô từ từ tới chừng nào máy nó hét tới mức cực đỉnh nó không còn hét nổi nữa. Thì mình trả ra khoảng nửa vòng là vừa nha các bạn, cho nó lì lại một chút cho máy nó đỡ nóng ha. Ở đây nó có một cái thẻ bài ở đây các bạn. Đây. Thường cái dòng Kiorix là nó có thẻ bài ở đây ha. Đây các bạn, SRE 260 R của Echo Kiorix ha. Company là công ty đó các bạn. Made in Sabang. Và nó có số series đây các bạn. Mình không có thấy rõ số series của nó các bạn. 5 5 6 0 4 4 2 0 9 0. Mình mắt mình rất là kém các bạn, không thấy rõ. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Made in Japan. Dòng Kiorix thì chạy rất là ngon, không cần phải bàn cãi gì các bạn. Rất là êm, rất là nhạy và rất là bền. Đây, bộ nó đây, zin nguyên bản hết các bạn. Rất là đẹp. Tại ra dây ga nó đây các bạn, làm rất là cầu kỳ kỹ lưỡng luôn ha. Ở trên tay ga nó có tích hợp công tắc ở đây các bạn, để
đẩy ra là nổ nha. Đẩy về chữ stop là tắt ha. Đây, đẩy ra là nổ. Nó bao bọc kính hết ha. Đây về tới đây nó có hệ thống xúc kết đây các bạn. Cái xúc kết này mình lấy vít mình tách ra làm hai được nha các bạn. Mình tách ra làm hai, một bên nó dính giống như cái bản lề vậy các bạn. Một bên nó giống nó dính giống như bản lề. Mình tách ra làm hai để mình tách rời giữa đầu máy và thân vừa cần máy các bạn. Ở đây có xúc kết đây, mình có thể giật ra nối lại rất là đơn giản ha, rất là nhanh. Đây. SRE 260R rất là đã các bạn. Xài. Các bạn xài kêu rip rồi thì các bạn không còn xài cái dòng máy nào được hết ha. Kêu rip thật ra so với cây Kyorit 260 và cây Ten là 260 thì cây Kyorit 260 nó có cửa ăn chứ không có cửa thua các bạn. Có cửa ăn chứ không có cửa thua. Và cái độ êm ái ha, độ bốc thì chưa biết ai thắng ai nha. Mình giữa cây Kyorit 260 và cây Ten là 260 thì nó ngang cơ các bạn. Do nó sản xuất cùng đời nha các bạn. Cây Kyorit này sản xuất cùng đời với cây Ten là 26. Để mình giới thiệu chút xíu nha, về chế hoạt khí giống nhau. Về IC, cây IC nó nằm đây các bạn. Về cây IC là dòng Ten là 26, không bao giờ chết IC nha. Chỉ hãng hữu lắm, chỉ một vài chưa được 1% các bạn, chưa được 1% là chết IC. Và cây Kyorit này thì tuyệt đối mình làm máy rất là thường nha. Cây Kyorit này tuyệt đối dường như là 100% là không chết IC. Xài tới cái máy tơi tả hết cây IC không chết nha. Do nó sản xuất cùng đời với Ten là 26, do đó là cái kỹ thuật mà về điện tử là nó đạt đến đỉnh cao rồi các bạn. Do đó cây IC nó rất là bền. Cây IC bền siêu bền luôn các bạn. Mình nói chút xíu về cây IC của cây Kyorit ha. Chỉ có dòng Kyorit 230 và 260 nha các bạn là nó mới được đạt đến đỉnh cao ha. Còn các dòng Kyorit khác mình không nói nha. Do cũng như Mitsubishi đó các bạn, nó rất là nhiều dòng Mitsubishi. Từ T130, T140 rồi là TM, rất là nhiều dòng Mitsubishi. Nhưng tại sao có cây Mitsubishi Ten là 26, 261 là ta chuộng? Do là cái dòng máy nó chế cùng thời điểm với nhau là đỉnh cao của máy cắt cỏ nha. Do đó những cái cây Kyorit này và cây Ten là 26 thì quá đỉnh luôn. Đây, cùi nó nè các bạn. Các bạn thấy cái đỉnh cao của cái cùi thơm của nó nè, đầu bò đó các bạn. Ở trên có chống dính cỏ nè, bằng nhựa nè. Ở đây nó có siêu chống dính cỏ, nó úp ngược lên nè ha, các bạn thấy không? Ở dưới này có siêu chống mài mòn bằng thép nè. Các bạn thấy đỉnh cao không? Rất là đỉnh luôn. Siêu chống mài mòn bằng thép. Ở trên này là chống dính cỏ bằng nhựa, xong nó úp một cái chén ngược lên, nó vô hiệu quá các kẻ ngang hết. Cùi xài rất là bền nha các bạn. Nếu được cái cùi zin như thế này xài thì rất là bền luôn. Đôi khi là một cái cùi này nó xài mà nói nó cái độ bền, nhưng mà cũng do người tiêu dùng các bạn. Cũng do phần lớn do người tiêu dùng mình lạm dụng nó quá sức ha. Mình ngâm nước nó thì nó sẽ rất là chống hư ha. Rồi, mình giới thiệu sơ về cây Kyorit 260 để mình nổ thử cho các bạn xem nha.
về khởi động thì nó chẳng thua KTM là 26 chút nào hết, cực kỳ. Nó khởi động còn ngon hơn ten là 26 và ten là 261 nha. Kéo từ từ ra là nổ thôi nha. Tắt nha các bạn. Đó, các bạn thấy khởi động nó rất là thích hợp cho giới phụ nữ và người lớn tuổi nha các bạn. Khởi động đơn giản nè, kéo từ từ ra nha. Nó qua tua là nó nổ các bạn. Qua tua là nổ. Tắt nha. Nổ nha. Qua sao? Qua tua là nó nổ. Là cây Orix nó rất là nhẹ nha các bạn, do ti láp này nè, cây ti ở trong nó bọng nha, cây ti rỗng, do đó cây Orix trọng lượng nó rất là nhẹ luôn các bạn, mà không hề yếu nha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kyoris SRE 260R đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.